Hello students, how are you today? Okay, teacher, hope everyone still fine, right? And today we will learn more about Unit 4, Nationalities. Lesson 1, My Nationality Is, right? Chà, sư đây, bông bông, tặng ngọc nha. Ngày nay chúng ta sẽ học bài thêm tiết âm pi chủng phụ tỷ 4 sanh chiết. Mấy riêng tỷ 1 sanh chiết rồi bỏ nhóm cử. Ok, chúng ta sẽ học bài thêm tiết thay chúng ta sẽ trở lên với nó không chủng phụ này nè. Tỏ, lời nhìn tôi mời tất cả kia. Ok, now let's see together. Before we go to the new point, we always do revision, right? Chàng chẳng muốn bê dương cho tất đó chồng nói thầm mấy nếu không mê riêng cứ dương tàn phơi cao rùm lực tất đó mê riêng chẳng tích mà nè. Ok, now let's see. Mời tất ọc nha. Nên chị ở tì ho mà nè. Chờ bàn dục chung một bò chờ nó vô mặt đạn. Mình ấn hai dương thử dây thầm mắt nhập bệnh đại dương chuốc mình nốt đại dương ở toàn score nè. Chà, cứ dương trời này dây tất cả kế thá thầm mấy ăn tất ọc nha mớ. Chà, cứ như vậy thá. Hello, my name is, right? And then we put our name. Chà, mình tổng một tiết cứ dựng lại chung mua rồi bỏ bụi dương. Ô thì họ thà, cô như vậy rồi thà. Hello, my name is. Mình chẳng chung mua con, chung mua ấy còn đạc màu. Chà, ô thì họ thà lấy chứ chà chung mua David, chợ đạc chung mua chợ David chẳng tên á. Hai con chung ấy còn lại chung con riêng riêng khuôn, ok? Next one, we will ask the question, right? Chà, mình tọa một tiếng. Dương nâng ở xua xùm nua từ kê. Nếu bởi đầy dương chọn đăng kê xin chịt với. Cứ dương pra xùm nua bạc này mà nè. Pra thầm ấy. Ok, tăng dương an tặng ở kia. Cứ kê pra thá. What is your nationality? Họ ăn một đông tiết mớ. What is your nationality? Chà, cứ dớ. Prasunu bạch ní khu nông cá. Su âm pi sáng. Sành chiết. Vẫn tốt một tiết. Đại cụ đại dân chuộp nắng. Cứ quạt thời trói. Tọ mà dân thầm mấy. Chà, cứ dớ. Quạt thời trói mà dân thá. Thầm mấy. Ok, cứ quạt thà. Hello, my name is. Chà chẳng quát có thử say hello mà dương mình đai mà nè. Nó bởi đầy dương say hello từ con chẳng. Quát dây hello rồi. My name is. Quát thử đặt chung mua được bỏ con. Chẳng quát chung mua ấy có đặt nàng màu. Thì họ nế chờ dụng chung mua ấy đắt. Cứ chờ dụng tụ ông mua đặt chung mua bố. Bố ra chẳng. Bố quát chung mua bố ra đặt chung mua bố ra. Quát chung mua Vizna đặt chung mua Vizna chẳng tất nát. Ok, hai mình tọa một tiết quạt tới để chơi tên nâng sầm nuốt để dường bán sủa chơi thầm ấy quạt tới chơi thá. My nationality is Cambodian. Mình chăng ấy. Ok, mình đọc tiết. My nationality is Cambodian, right? Chẳng lý cứ chỉ ca su hai lần chơi nhá. Tỏ lời dường nâng phơi cá sân tình yêu mà đón tiết môn bề dưỡng cho tập đoàn mê đình thơ mây. Tỏ. Ok, tập đoàn tặng ọc nha. Hello, my name is. Ok, đã chung mục bầu máu. Thà lãnh năng con dưới chung mục luôn ái nha. Tập mặt tiết nhưng xua xùm nùa. What is your nationality? Ok, tụ ơn mà nè tiết. Hello, my name is Bora. My nationality is Cambodian. Ok, chẳng xong phong phong tặng ọc nha. Xua xùm nô ní, đầm bây ở dưỡng càng tật chết ná. Bây tùm nếp ôn ai riêng xua cho mùi nâng mật phẹt bọc ôn bàn. Dừng lại chật chật nha ná. Dừng riêng xua nha tử. Ok, so today we will learn about vocabulary, right? Ok, thì cho việc introduce vocabulary to you all. Yes, so we will learn together.
Giờ nâng riêng bịa gần lưu cho mùi khía nè. Ok. So, now, let's see. Mời tặng ọc khía. Yes. Lệch mùi, bịa tìm mùi nó cứ. Chà, cứ kể ăn thác. Ai. À, so nâng cứ so ai mẹ nót. Chà, ăn tặng ọc khía mớ. Ai. One more time. Ai. Again, I. Chà, I nâng cứ là sao I nâng ai nhá. Ở mình sẽ ai bị bấy cứ là sao I. Dừng ăn thá, I. I cứ miên này thả mấy, ở khăn bị sạc máy. Dừng mấy tình ọc nha. Chà, cứ miên này thả nhóm. I. Phí sáng lấy thả mấy có. I. Miên này thả nhóm. Ok, nhóm nâng dừng mơ rụp hiệp ta. Dừng mấy nha. Ok, nhóm nó cứ dơ nỉ giấy một căn khuôn. Khuôn ai? Nhưng chắc mình thả pro rồi có xảy tê. Nhưng ai, pra ai đôi khỉa. Mình ta có thả rục phiếp cho vô tùm mùi mà bằng hàng chẳng hết nha con. Hay ai nâng cứ dơ nỉ giấy một căn khuôn. Khuôn ai, pro có bán, xảy có bán, ok. Tao ăn đón tiên. Ai? Mình đây thả mấy? Mình đây thả nhóm. Chà, nhóm nó nặng ná. Cứ dân nàng ai, ok? Thì sao ông lấy cái thá? Ai. Good job. Next one. Yes. Lấy pi nó cứ. Chà, cái án thá. He. Tức ngọt như án mới. He. Đón tiếng. He. Ok. He mẹ xoay khá con mờ mỡ. Mẹ là xó. H. E. Chà, ta so tập bí mình ăn. Ta, ạp đón tiết. He. Again. He. One more time. He. Ok, he mẹ so ấy. Mẹ so H. E. He. Họ, he nó mình này thẳng mất dân từ mới tự ọc nè. Ok, he cứ mình này thẳng lốt. Rồi có quản. Chà, lột nó mình lột xong á nè con. Lột nó cứ dân dạy lại cả nè. Ông bí. Một nụ tụ tờ tái quát chía. Chị ấy mơ mơ. Chà, chị bổ rò. Chà, chẳng. Bổ rò kê pra chùm nụ áo. Đói biết. Hi. Dân pra tình lỡ. Bổ rò chẳng. Chúng ta dân ai hào quạt. Lột. Lục ni lục nu chẳng á nè, rồi còn lục bùi chẳng tử hay quạt nó có ai chụp nụ mặt này. Bù quát, dương thử hai quạt đầy mình làm dụng chứ ra ơn chừng dương. Dương ai hai quạt chẳng bàn nè. Ok chẳng, phía sang lấy cái tham ấy, lục rồi có quạt, hai quạt phết bòn chẳng. Chà cứ, phía sang lấy thá. Hi. Ám đông tiết. Hi. Ok, hay cho ở nhóm phía sang lấy cái tham ấy có. Thá ai đồng tiền mớ ai chà chẳng dưng như vậy mà càng khốn ai pro cơ bản xây cơ bản á. Ok, so next one, number three. Number three cứ kế an thá she tặng ọc nha thương mọi hình xuống tính nét mà an thờ nắng ngọt kì dưng an thá she. Mà đo tiệt mà. She. One more time. She. Ok. Again. She. Ok. Chẳng những phương mọt hình xuôi tổ mốc bằng những ăn tay nó bị nắng nè. Ok. Cứ mẹ xoay kế. S. H. E. She. 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 Ok. Ta biết she mình này thả mấy. Cứ mình này thả niếng rứ có quạt chà. Mình này thả. Mình này thả mấy cốt. Niếng rứ có quạt chà. Chẳng niếng rứ có quạt nó ta pra từ lỡ ở pet again. Chà cứ lỡ từ từ lỡ ở pet. Pet sray chà chẳng. Phết sấy cứ ao tập phết sấy cứ dân bà biết she nhá.
chẳng dân ai ở bộ phải chỉ sao không ai thá niếng rư có cột chà. Ok chẳng dân ai bị lệch mua đời lệch bầy chẳng ở khía mà đón tiết 1, 2, 3 I mà đón tiết I. Ok number 2 dân ai thá he he. Ok number 3 she she she. Ok chẳng bông thuyền spell ná mẹ sợ ích là chẳng tịch mình tên bông ách ở spell hôm nay ban chả chẳng xâm rạp chẳng ổn ní cư bông nợ bởi đạp bông đến thạc thống nâng lục cổ nạ cổ nâng bởi chùa bông ạc xì chùm rời chừng ní phần tay bông nơi túi nơi thạc tìm mùi chẳng con khoản lực qua thả ái chỉ xây bọc phê thả mệt hi nâng bọc phê thả mệt hay pra tờ lờ phê tây. She nâng mình đây thả mấy prai từ lời phết ấy bà này nè. Nói bởi đẹp ôn riêng ở thạng thống. Lúc rù nè cổ nâng mình chụp ôn bằng thêm tiết ông bí bị đại dương riêng nè. Cứ mình đây xin chùm rời chừng nè tiết nè. Ok so next one we go to our exercise right. Chà tầm mơ lùm hát bò dương thằng này cứ chà chơi ở bị ai. Bị ai máu con thật bọ phè chi bị sạc không ấy. Hai nâng cú rụp phiếp ở chờ ai nâng rụp phiếp ý kê dây từ lời nhận nào. Ok next one number 2 cứ he chà he cứ bọn thật bọc rai bì xa khám ai được nhé bọn tọng ở tiết cú rụp ta bà từ lời phết ơi. Ok next one number 3 she she bọn bà từ lời phết ấy hay bọc rai chi bì xa khám ai chờ phong ná cô rụp ở chờ màu sát cái đó mình sát cái đó của cô màu nè thôi thì chênh rụp hiệp chờ vô tặng ok hai complete an ở chờ sẽ đập phóng thơ cần đặt cái cá thọt ở chờ mở phóng nè. Ok so teacher hope you all like your exercise and you enjoy to do it together. Ok the last one teacher want to say thank you and say goodbye.